Chào mọi người, hôm nay mình đọc chương về mục tiêu ở trong cuốn à, chương 26 mục tiêu ở trong cuốn Book of the Leadership. Trong chương này mình chỉ đúc kết lại ba cái thôi. Rất nhiều cái đầu dòng mình sẽ đúc kết ba cái nhé, tại sao mình có mục tiêu và cách để chúng ta đặt mục tiêu như thế nào, tại sao đặt mục tiêu liên hệ công việc nó hiệu quả. Thì tại sao mà mục tiêu thì mục tiêu là cái để hướng cho chúng ta và tập thể chúng ta có một cái định để đi đến, nó không rất là mơ hồ, tất cả mọi người đi mà không biết mình đi về đâu, sự tập trung công việc có sẽ không có. Thứ hai là khi mà chúng ta có mục tiêu, có một cái deadline ấy, thì nó sẽ sản sinh adrenaline trong cơ thể, thì con người ta đang tập trung làm việc hiệu quả hơn. Đấy là hai lý do chính cho mình thấy quan trọng nhất, đó là nguyên nhân. Thứ hai là khi mà chúng ta đã hiểu tầm quan trọng mục tiêu thì có rất nhiều cách đặt mục tiêu. Ví dụ như có đơn vị đặt mục tiêu theo quý, theo tuần, theo tháng, mục tiêu ngắn hạn, hay là có những đơn vị đặt mục tiêu đánh giá theo tháng, theo quý, nhìn lại kết quả mình đã làm việc được. Hay trong sách của một công ty đấy là một quý họ sẽ ngồi nhìn lại kết quả làm việc từng cá nhân, và hai người nào hai hai quý liên tiếp không đạt 100% hiệu suất công việc thì sẽ bị có một buổi gọi là ngồi nói chuyện quân ninh. Đó là một ý rất là hay, và tổng kết lại thì mục tiêu là rất là quan trọng. Như Byron Tracy đã nói, những người mà có mục tiêu và rõ ràng và viết ra giấy ấy, thì tỷ lệ thành công gấp 10 lần những người không làm được điều đó. Chúc các bạn có thể lan tỏa, chia sẻ điều đó cho đội nhóm của bạn và thành công.